Chỉ trong 2 tuần qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận và cấp cứu 7 trẻ nhỏ bị ong đốt, trong đó có những bệnh nhi nguy kịch, sốc phản vệ, biến chứng suy đa tạng. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, lọc máu liên tục, nhờ đó nhiều bé đã qua cơn nguy kịch. Đây là những trẻ bị ong đốt đang được điều trị, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hầu hết các trẻ nhập viện trong tình trạng bị ong đốt hàng chục, hàng trăm mũi, tập trung nhiều nhất ở vùng đầu, mặt. Ngoài sưng phù, một số trẻ đi kèm khó thở, tím tái. Trải qua nhiều ngày lọc máu liên tục, các bé đã dần hồi tỉnh và các chỉ số cơ thể đã trở lại bình thường. Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ong đốt là một tai nạn thường hay gặp ở trẻ em do hành động đùa giỡn, hiếu động và chưa ý thức được sự nguy hiểm khi vô tình đụng đến tổ ong. Vì vậy, ngay khi phát hiện trẻ bị ong đốt, phụ huynh cần nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn, tránh bị đốt nhiều hơn và phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.